người dân cùng công an phối hợp tóm gọn đối tượng cướp tiệm vàng nguy hiểm ở Hải Dương. Cục đường bộ phê duyệt nóng gần 10 tỷ đồng hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn cầu Phong Châu. Vụ cano bị lật úp khiến 17 người tử vong, tuyên án chính thức người điều khiển gây tai nạn. Mưa lũ khủng khiếp ở Nghệ An khiến hàng chục tấn gà bị chết do ngập nước Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân khống chế, bắt giữ một nam thanh niên có hành vi dùng hung khí cướp tiệm vàng trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 22 tháng 9, đối tượng Nguyễn Xuân Duy, sinh năm 2002 Chú tại thôn An Liệt 3, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, đã điều khiển xe mô tô Honda Vision 34B4 71691 đến cửa hàng vàng bạc Kiên Thu, xóm 1, thôn Xuân An, xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà. Đối tượng Duy đi bộ và dơ dao dọc giấy có lưỡi sắc, mũi nhọn về phía nhân viên bán hàng là anh Trịnh Công Bách, sinh năm 2001 ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, đe dọa anh Bách nhiều lần nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi phát hiện Duy có hành vi phạm tội, anh Bách cùng ông Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1966, nhà ở khu 6 thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà là chủ cửa hàng và anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1991 ở Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khống chế bắt giữ đối tượng. Trong quá trình chống chế đối tượng, ông Kiên đã bị Duy dùng dao chém gây thương tích Nắm được thông tin, tổ công tác 151 Công an huyện Thanh Hà đã có mặt khống chế đối tượng cướp tiệm vàng và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Xuân Duy về hành vi cướp tài sản. Sau khi bị khống chế, Nguyễn Xuân Duy đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà. Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thanh Hà điều tra làm rõ. Vừa qua, để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vụ sập cầu Phong Châu, Cục Đường bộ đã phê duyệt dự án khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương với kinh phí tạm tính 9,13 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo thông tin trước đó, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, đoạn thuộc huyện Tam Nông bị sập hai nhịp cầu. Vụ việc khiến 3 ô tô, 6 xe máy, một xe điện rơi xuống sông, 4 người được cứu, nhiều người vẫn đang mất tích. Nguồn kinh phí này được chi cho công tác trục vớt xác cầu Phong Châu và các phương tiện giao thông bị chìm đắm, đồng thời chi cho việc phân luồng đảm bảo giao thông, bố trí người chốt trực, cục đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, bước đầu chỉ xác định được quy mô, giải pháp và các công việc chính cần thực hiện, chưa đủ điều kiện để xác định chính xác khối lượng từng công việc. Đồng thời một số hạng mục công việc thiết bị trục vớt cần tiếp tục cập nhật đơn giá, định mức phù hợp. Do đó kinh phí thực hiện này là tạm tính. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ làm đơn vị thực hiện dự án, làm thủ tục chỉ định nhà thầu thi công, quản lý tiến độ, chất lượng dự án. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị Trung ương hỗ trợ xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với quy mô hiện đại, đồng bộ với quy mô tuyến quốc lộ 32C với chiều dài 430m, chiều rộng 21,5m, tổng mức đầu tư 865 tỷ đồng ngân sách trung ương hỗ trợ 100%. Đồng thời, đề nghị trung ương hỗ trợ gia cố nâng cấp đoạn đê kè sung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả hữu sông Thao, kết hợp quốc lộ 2D và quốc lộ 32C với quy mô dự kiến là 18 km, đoạn quốc lộ 2D là 12 km, đoạn quốc lộ 32C là 6 km. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, ngân sách trung ương hỗ trợ 100%. Đối với các phương tiện bị chìm nằm ngoài nhịp dàn thép sẽ được trục vớt ngay, đưa về gần bờ và được nâng nhấc vào bãi tập kết bằng cần cẩu chuyên dùng 150 tấn. Mặt khác, đối với các phương tiện bị kẹt trong dàn thép không thể trục vớt ngay, đơn vị thi công sẽ dùng cần cẩu 400 tấn đặt trên bờ và hai tàu có lắp trục vớt để nâng nhấc dàn thép lên khỏi mặt nước, cắt từng nhịp. Tàu Lai Dắt sẽ đưa từng nhịp dàn thép vào bờ và dùng cần cẩu chuyên dùng 150 tấn trên bờ nâng nhấc đặt vào khu vực bãi tập kết. Quá trình cắt các nhịp dàn thép, đơn vị thi công cũng đồng thời đưa phương tiện kẹt bên trong ra ngoài và kéo vào bờ. Theo thông tin mới đây, do mưa lớn nên trại gà của anh Nguyễn Ngọc Huy, xóm Hòa Hợp, xã Nghi Ân, bị nước tràn vào. Trong lúc đang tập trung di rời đàn gà đến chỗ cao giáo thì chập điện. Do chuồng trại khép kín, chỉ 10 phút sau gà bị ngạt và chết hàng loạt. Ngay sau đó, ông Chu Văn Mai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết chính quyền địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể đang tập trung nhân lực để làm thịt gà, kêu gọi bà con giải cứu giúp hộ dân tránh thiệt hại nặng. Trại gà của anh Huy có quy mô 17.000 con, hiện đã có 9.000 con gà bị chết, trọng lượng mỗi con ước tính khoảng 22 đến 2,5 kg, tổng thiệt hại khoảng 25 tấn gà, ước tính mất khoảng 1,5 tỷ đồng. Chúng tôi đã kêu gọi người dân mua hỗ trợ mức giá 40.000 đến 50.000 đồng một con để giảm bớt thiệt hại cho chủ trang trại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nghi Ân thông tin. Trước đó, trại chăn nuôi 15.000 con gà sắp đến ngày xuất chuồng của gia đình ông Nguyễn Văn Tâm ở xóm Trung Song, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu bị ngập nặng, khiến hàng trăm con bị chết. Số còn lại ủ rũ, khả năng sống sót kém mưa to đến rất to ở Nghệ An dẫn tới tình trạng ngập úng tại nhiều địa phương. Cùng với triển khai công tác phòng chống lũ lụt, các địa phương khuyến cáo người dân, đặc biệt là chủ trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lũ, chủ động di rời vật nuôi đến khu vực cao để giảm thiệt hại. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Lê Sen, 54 tuổi, chú phường Cửa Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam, trong vụ án lật cano khiến 17 người tử vong. Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 45 ngày 26 tháng 2 năm 2022, ông Lê Sen điều khiển cano Phương Đông số hiệu QNA1152 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Phương Đông chở khách du lịch xuất phát từ bến Cù Lao Tràm vào bến cửa đại thành phố Hội An. Trên cano có 39 người gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên. Đến chiều cùng ngày, tàu Phương Đông 5 được Ban Quản lý Bến Thủy Nội địa Cù Lao Tràm kiểm tra, đảm bảo các điều kiện an toàn, nên đã cấp phép cho xuất bến để về lại cửa đại. Khi đến đoạn có tọa độ 15 độ 53 phút 4 giây Bắc, 108 độ 24 phút 3 giây Đông, nằm trong phạm vi luồng cong với bán kính cong 800 m Ông Sen điều khiển cano quay vòng với tốc độ 20 km h đến 25 km h mà không giảm tốc độ đến mức an toàn theo quy định là dưới 9 km h dẫn đến bị lật úp, chìm gây tai nạn. Vụ việc khiến 17 hành khách trên tàu tử vong. Cơ quan chức năng xác định, cano này được đóng và đưa vào sử dụng năm 2016. Đến năm 2019, tàu được cải hoán từ chuẩn SI lên chuẩn SB, sử dụng vận chuyển khách du lịch. Theo giấy tờ chứng nhận thẩm định thiết kế hoán cải phương tiện thủy nội địa với cano phương Đông Nam do Cục Đăng kiểm Việt Nam khi cấp có quy định, khi tàu quay vòng phải giảm tốc độ xuống dưới 7,20 km h đồng thời theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật vào bảo vệ môi trường thủy nội địa do Tri Cục Đăng Kiểm số 4 cấp năm 2022 với tàu này có nội dung giảm tốc độ không quá 9 km h khi quay vòng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam truy tố ông Sen vì tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Trong quá trình điều tra, ông Sen đã tác động gia đình nộp số tiền 20 triệu đồng và chủ tàu cũng nộp số tiền 240 triệu đồng bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả xảy ra. Nói lời sau cùng trước tòa khi tòa nghị án, thuyền trưởng sen khóc nghẹn và mong các gia đình nạn nhân tha thứ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Sen 7 năm tù, mức thấp nhất trong khung truy tố căn cứ vào kết quả điều tra và lời khai tại tòa. Ngày 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã tiến hành cưỡng chế thu hồi 7.000 m2 đất nông nghiệp tại thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu liền kề Duyên Thái 1, dự án. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất khu liền kề Duyên Thái 1, xã Duyên Thái, phải thực hiện thu hồi 15.978,3 m2, trong đó diện tích đất nông nghiệp của 100 hộ là 11.574,5 m2, đất ở là 239 m2 và đất công do Ủy ban Nhân dân xã quản lý là 4.164,8 m2. Sau khi có quyết định phê duyệt dự án, huyện Thường Tín và xã Duyên Thái đã tiến hành các bước theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín cho biết, để triển khai dự án, thời gian qua, cơ quan chức năng của huyện đã tuyên truyền vận động người dân giao đất theo quy định. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều hộ gia đình chưa đồng thuận với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện. Vì vậy, công dân vẫn gửi đơn thư đến các cấp ngành của Trung ương và thành phố. Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp theo quy định. Tại buổi cưỡng chế, đại diện chính quyền thông báo quyết định cưỡng chế. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành các bước cưỡng chế theo quy định. Quá trình thực hiện, Lực lượng chức năng tiến hành rào chắn khu vực giải phóng mặt bằng thu hồi đất. Đến cuối buổi sáng 23 tháng 9, công tác cưỡng chế thu hồi đất đã hoàn thành. Ngay sau khi hoàn thành cưỡng chế, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín yêu cầu nhà thầu tiến hành san lấp mặt bằng, thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định tiến độ. Ngày 23 tháng 9, nhiều phụ huynh trường Trung học cơ sở Bình Hòa bức xúc cho biết, trong buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm, họ nhận được thư ngỏ về việc tài trợ hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình bê tông hóa tuyến hẻm số 235 bờ rạch Bà Đội. Theo thư ngỏ, công trình bê tông hóa tuyến hẻm trên có chiều dài 350m, rộng 3,5m do ban nhân dân ấp 16, xã Bình Mỹ làm chủ đầu tư. Địa phương vận động các hộ dân có nhà đất ở con đường trên, cha mẹ học sinh có con em đang theo học tại trường trung học cơ sở Bình Hòa, cán bộ giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường và mạnh thường quân đóng góp để xây dựng tuyến đường. Theo đó, ban đại diện cha mẹ học sinh của trường sẽ phát thư ngỏ đến từng phụ huynh. Cha mẹ học sinh sẽ ghi số tiền đóng góp trên phiếu và nộp tiền cho giáo viên chủ nhiệm. Mỗi người đóng góp ít nhất 200.000 đồng. Thời gian đóng góp từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Trưa cùng ngày, ông Trần Quang Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ cho biết, tuyến đường trên nằm trước trường trung học cơ sở Bình Hòa. Địa phương có chủ trương quyên góp xã hội hóa để thực hiện tuyến đường. Với kinh phí xây dựng khoảng 316 triệu đồng với mục đích là để học sinh và người dân xung quanh di chuyển được thuận tiện hơn. Ông Thái cho hay, chúng tôi kêu gọi trên tinh thần tự nguyện chứ không ép buộc. Tuy nhiên trong quá trình triển khai có truyền đạt thông tin không rõ nên phụ huynh hiểu nhầm. Trong ngày đầu tiên triển khai, phụ huynh đã đóng góp được hơn 80 triệu đồng. Sau sự việc này, địa phương vẫn tiếp tục kêu gọi đóng góp nhưng trên tinh thần ai có nhiều đóng nhiều, ai có ít thì đóng ít ai khó khăn thì không cần đóng góp. Ngày 23 tháng 9, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh cơ quan công an gọi điện, yêu cầu người dân cài đặt phần mềm VNEID giả mạo. Trước đó, ngày 13 tháng 9, Công an huyện Đan Phượng tiếp nhận đơn trình báo của chị V, sinh năm 1982, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản chị V cho hay có nhận được một cuộc gọi điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ công an huyện Đan Phượng yêu cầu cài đặt phần mềm VNEID. Sau đó đối tượng gửi cho chị đường link cài đặt phần mềm VNEID giả mạo rồi yêu cầu chị chuyển tiền ngân hàng để đóng phí hồ sơ. Đối tượng tiếp tục yêu cầu chị quét QR xác thực khuôn mặt và chuyển OTP tài khoản ngân hàng. Thực hiện xong, chị V phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất gần 1 tỷ đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo đây không phải thủ đoạn mới tuy nhiên vẫn còn nhiều người mắc bẫy của các đối tượng vì vậy công an thành phố hà nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân mã otp tài khoản ngân hàng cài đặt các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến nếu cài đặt phần mềm giả mạo có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại các tin nhắn cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản chuyển tiền của bị hại. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 17 tháng 4 năm 2024, Công an phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội tiếp nhận tin báo của một phụ nữ về việc bị lừa khi tham gia bán hàng online. Theo đơn trình báo, người phụ nữ này nói chuyện với một người đàn ông. Sau đó, người này hướng dẫn chị đầu tư bán quần áo để hưởng hoa hồng qua nền tảng Walmart Agent. Khi truy cập, trang web có giao diện tên miền giả mạo Walmart với nhiều gian hàng và sản phẩm khác nhau chị L đã 6 lần nộp tiền để đăng ký đầu tư với tổng số tiền là gần 500 triệu đồng. Sau đó người đàn ông kia cắt liên lạc với chị. Lúc này chị L mới phát hiện mình bị lừa và đã đến cơ quan công an trình báo. Sáng 23 tháng 9, khi đi qua đập tràn ở xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, Thanh Hóa, một nam thanh niên đi xe máy chở em gái đi qua đập tràn Khe Bu thuộc thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, thì bị nước lũ cuốn trôi, theo đó, anh HVL, 20 tuổi, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, chở cháu là VTIN, học sinh lớp 8A, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Như Xuân, từ nhà ra trường để kịp học buổi sáng. Khi lưu thông đến đoạn giữa dòng đập tràn khe bu, thuộc địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, chiếc xe và anh L bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Em VTIN may mắn được người đi đường cứu vớt đưa lên bờ kịp thời sơ cứu. Nạn nhân sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân cấp cứu. Anh L bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và vớt được thi thể anh L ngay sau đó. Cũng trong ngày 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đôi đất khu vực trường trung học cơ sở trung học phổ thông Như Xuân, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân và khu vực xảy ra sạt lở mái ta luy dương, kênh chính cửa đạt, đoạn từ K6-300 xa 6 cộng 500, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc. Để đảm bảo an toàn về lâu dài, Ủy ban nhân dân tỉnh giao huyện Như Xuân kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư triển khai thực hiện. Cũng trong sáng 23 tháng 9, trước tình hình mưa lũ sạt lở diễn ra trên diện rộng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát đã cho học sinh nghỉ học hơn 200 em học sinh ở tại ký túc xá trường phổ thông dân tộc bán chú, trung học cơ sở trung lý, được sơ tán đến nơi an toàn, do quả đồi phía sau ký túc xá sạt xuống. Thống kê sơ bộ, đến sáng 23 tháng 9, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa và chính quyền các địa phương đã sơ tán hơn 1.000 hộ dân do mưa lũ, sạt lở, trong đó huyện Mường Lát 443 hộ, Quan Sơn 116 hộ, Quan Hóa 71 hộ, Ngọc Lạc 53 hộ, Bá Thước 14 hộ. Hiện đã có 113 nhà dân bị thiệt hại, hư hỏng do sạt lở, tập trung tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, 7 điểm trường bị ảnh hưởng do sạt lở. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ vi phạm quy định đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, công ty TST, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Trong số đó, hai bị can là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ là bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó Giám đốc và Phan Tất Thắng, Phó Trưởng phòng Kinh tế. Theo kết luận điều tra, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Bình Minh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong khi phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch nhà thầu, phê duyệt dự toán của dự án MEMS và dự án Nấm là các dự án thuộc khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể Trước Tết Nguyên đán năm 2016, ông Hoàng Minh Bá, giám đốc công ty TST, nhận được thông tin từ Nguyễn Trần Long, giám đốc công ty ALA về việc cả hai dự án Nấm và MEMS đã được phòng kinh tế lập báo cáo thẩm định và đề xuất phê duyệt nhưng bà Minh không ký. Do có mối quan hệ quen biết từ trước với ông Thắng nên ông Bá đã đề nghị được giúp đỡ tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Khi thực hiện xong thì ông Bá sẽ cảm ơn ông Thắng sau. Sau đó, ông Bá trực tiếp vào phòng làm việc của bà Minh. Nhờ bà Minh hỗ trợ giúp cho doanh nghiệp của ông triển khai hai dự án này. Bà Minh đồng ý thì ông Bá đã đưa cho bà Minh quà Tết 200 triệu đồng. Sau đó, bà Minh yêu cầu phòng kinh tế đẩy nhanh tiến độ thẩm định và trình phê duyệt hai dự án và ký quyết định phê duyệt dự án Nấm và dự án MEMS. Tiếp đó, ông Phan Tất Thắng đã tham mưu cho bà Trần Thị Bình Minh ký quyết định phê duyệt trong khi căn cứ đưa ra giá gói thầu là chứng thư thẩm định giá của hai dự án đều hết hạn nhưng vẫn được phê duyệt thời điểm trước khi đấu thầu. Do hai dự án phê duyệt năm 2017 nhưng không được bố trí vốn ngay mà phải đến năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu chủ đầu tư triển khai gói thầu tư vấn lập dự toán và tư vấn thẩm tra dự toán. Trong đó, kết quả lập dự toán và tư vấn thẩm tra dự toán của dự án MEMS được lập trên cơ sở các bảng chào giá không có ngày tháng, tức không hợp lệ. Đối với dự án Nấm không có thủ tục chỉ định thầu. Bà Minh và Thắng không kiểm tra, không phát hiện mà vẫn ký các quyết định phê duyệt dự toán, không yêu cầu chủ đầu tư chỉnh sửa bổ sung. Sau khi công ty TST trúng thầu, bá đưa cho bà Minh 600 triệu đồng và quà trị giá 200 triệu đồng. Tổng cộng, bà Minh đã hưởng lợi 1 tỷ đồng, bao gồm cả 200 triệu đồng đã đưa trước đó. Hiện chồng của bà Minh đã nộp khắc phục hậu quả toàn bộ số tiền này. Ngoài ra, bị can bá còn đưa cho Thắng số tiền 350 triệu đồng tiền cảm ơn. Vợ của bị can Thắng sau đó đã nộp khắc phục hậu quả 360 triệu đồng. Cũng theo kết luận điều tra, hành vi của các bị can gây thiệt hại đối với nhà nước ở hai dự án là hơn 39,4 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án đưa nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đơn vị có liên quan. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Thái, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên nhà xuất bản giáo dục về tội nhận hối lộ, Tô Mỹ Ngọc, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Phùng Vĩnh Hưng và công ty cổ phần Nguyễn Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Minh Cường Phát về tội đưa hối lộ. Ngoài ra, năm bị can khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu trưởng ban kế hoạch marketing, Đinh Quốc Khánh, cựu phó phòng in, Phạm Gia Thạch, cựu thành viên hội đồng thành viên, Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải cùng là cựu phó giám đốc. Theo kết luận điều tra, việc mua giấy để phục vụ in sách giáo dục là hoạt động thường xuyên của nhà xuất bản giáo dục. Trước năm 2017, nhà xuất bản giáo dục đều áp dụng hình thức chào giá khi mua giấy để phục vụ in sách giáo dục. Năm 2017, bị can Nguyễn Đức Thái được bổ nhiệm là chủ tịch hội đồng thành viên nhà xuất bản có quyền quyết định trong việc mua sắm giấy in phục vụ in sách giáo khoa từ năm 2017 đến năm 2021, khi được bà Ngọc và ông Minh nhiều lần gặp đề nghị tạo điều kiện cho các công ty Phùng Vĩnh Hưng, Minh Cường Phát và công ty cổ phần tham gia đấu thầu, trao giá, cung cấp giấy in cho nhà xuất bản giáo dục và hứa hẹn sẽ cảm ơn, ông Thái đều nhận lời giúp đỡ. Năm 2017, ông Thái đã chỉ đạo nhân viên thực hiện việc mua sắm giấy in thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn để đưa công ty Phùng Vĩnh Hưng, Minh Cường Phát vào danh sách ngắn các nhà thầu, được gửi yêu cầu báo giá, gửi hồ sơ yêu cầu, tiết lộ thông tin về thông số kỹ thuật, khối lượng hàng hóa trước thời điểm phát hành hồ sơ dự thầu để tạo lợi thế cho công ty Phùng Vĩnh Hưng, trái quy định của luật đấu thầu, giúp công ty này trúng thầu. Cũng theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Đức Thái chỉ đạo nhân viên thông đồng với giám đốc công ty Minh Cường Phát là bị can Nguyễn Chí Minh hợp thức hóa hồ sơ để ấn định cho công ty Minh Cường Phát trúng thầu trái quy định. Sau khi công ty Phùng Vĩnh Hưng, công ty Minh Cường Phát trúng thầu và ký hợp đồng với nhà xuất bản giáo dục, ông Thái đã nhận số tiền 3,2 tỷ đồng từ bà Ngọc, nhận 2,9 tỷ đồng từ ông Minh. Năm 2018 đến 2021, ông Thái đã thông đồng, thống nhất từ trước với ông Minh, bà Ngọc để sắp xếp tạo điều kiện cho các công ty của ông Minh, bà Ngọc được tham gia vào danh sách ngắn, các công ty được tham gia, trao giá và cung cấp giấy in cho nhà xuất bản giáo dục. Qua đó, ông Thái nhận 16,8 tỷ đồng từ bị can Tô Mỹ Ngọc và 2 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Chí Minh. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của ông Nguyễn Đức Thái đã phạm vào tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự, tổng số tiền ông Thái nhận hối lộ được xác định là 24,9 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 9 Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã phát hiện thi thể một người đàn ông đang trôi trên sông Hồng, đoạn thuộc khu mộ hạ, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Việt Trì đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thông báo cho các gia đình nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu để nhận dạng. Gia đình nạn nhân đã nhận dạng và xác định danh tính nạn nhân là ông Dương Công Chiến, sinh năm 1981, trú ở Đan Thượng, Hạ Hòa, Phú Thọ, lái xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 19H04212. Sau đó cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương. Trước đó khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bất ngờ bị sập, khiến hai mố cầu rơi xuống lòng sông Hồng. Vụ việc khiến 8 phương tiện, một ô tô tải, hai ô tô đầu kéo, 6 xe máy, một xe máy điện rơi xuống sông, 8 người mất tích. Tối 14 tháng 9, lực lượng cứu nạn cứu hộ phát hiện thi thể nạn nhân đầu tiên đang trôi trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1976 ở xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy. Hai hôm sau, thi thể ông Lương Xuân Thành, sinh năm 1968 ở khu 1, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, chồng bà Hường, được tìm thấy trên sông, thuộc địa phận khu 10, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao. Địa điểm này cách hiện trường vụ sập cầu Phong Châu khoảng 10 km. Ngày 20 tháng 9, lực lượng cứu hộ cứu nạn trục vớt xe ô tô đầu kéo, phát hiện bên trong có thi thể tài xế Hà Quốc Trí, sinh năm 1986, trú tại xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì. Các nạn nhân còn mất tích đang được cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm gồm Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2005, trú ở huyện Tam Nông, Phú Thọ, Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005, ở Đắk Nông, Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1988 ở Việt Trí, Phú Thọ và Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1979 ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô và một xe tải ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh làm hai người tử vong. Đến 8 giờ ngày 23 tháng 9, công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn làm hai người tử vong xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân sinh sống trên quốc lộ 1 xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, đoạn gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh, nghe tiếng động mạnh ở làn ô tô nên chạy ra kiểm tra và thấy hai xe ô tô và một xe tải dính chùm nhau, kế bên là ô tô 16 chỗ. Ngay sau đó, người dân tìm cách giải cứu hai người mắc kẹt trong ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh nhưng cả hai đã tử vong. Một nhân chứng kể lại và cho biết có hai người tử vong trong ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó tiếng động mạnh lắm, tôi và một số người khác chạy ra tìm cách đưa người mắc kẹt nhưng không được. Theo ghi nhận, các phương tiện bị hư hỏng, nằm chắn gần hết hai làn đường. Trong đó, ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh bị biến dạng phần đầu và đuôi, chặt vào bên hông xe tải nhận tin báo phòng cảnh sát giao thông PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh, công an huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa các tài xế liên quan về trụ sở kiểm tra chất kích thích và lấy lời khai của nhiều người để làm rõ. Có mặt tại hiện trường, thượng tá Đoàn Văn Cúa, phó trưởng PC08 cho biết các đơn vị khẩn trương khám nghiệm làm rõ nguyên nhân và di rời các phương tiện tránh ùn tắc giao thông. Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Dù cơn bão số 3 đã đi qua, nhưng những cánh đồng của xã Mỹ Lương, Trương Mỹ, Hà Nội vẫn chìm trong biển nước. Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã ra quân giúp người dân thu hoạch những diện tích lúa bị ngập nước. Ông Đinh Công Duyệt, trú tại xã Mỹ Lương, Trương Mỹ, Hà Nội, cho biết nhà ông có một mẫu ruộng thì có đến 7 sao bị ngập nước nước ngập trắng đồng khiến nhà tôi phải gặt lúa non để vớt vát được chút nào hay chút đó. Nếu để thêm sẽ mất trắng. Mặc thời tiết mưa lớn, nhiều khu vực ruộng sâu ngập đến hơn 1 mét, các chiến sĩ của Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục Nghề nghiệp 1 vẫn triển khai thu hoạch lúa giúp người dân. Đại úy Lê Minh Thành, Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục Nghề nghiệp 1, cho biết việc di chuyển trong nước ngập sâu rất khó khăn, các cán bộ chiến sĩ được tăng cường đã quyết định để lúa lên phao hoặc thuyền rồi đẩy vào bờ nhằm giảm sức nặng và năng suất hơn. Bà Cao Thị Năm, xã Mỹ Lương, huyện Trương Mỹ, Hà Nội cho biết, dù biết sản lượng thấp nhưng vẫn phải gặt, nếu không hạt lúa sẽ nảy mầm và hỏng hết. Có lực lượng cảnh sát cơ động giúp đỡ, chúng tôi cũng bớt cực nhọc phần nào. Thượng tá Lê Đình Luân, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục Nghề nghiệp 1 cho biết, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con, cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn cố gắng hết sức, tranh thủ thời gian ngoài việc chuyên môn, tăng cường giúp dân thu hoạch hết số lúa bị ngập. Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, địa bàn huyện Trương Mỹ có 1.793 hecta lúa bị ngập, 414 hecta ngô và rau màu, và 775 hecta cây ăn quả bị ảnh hưởng. Ông Bùi Thế Đừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình cho biết, chính quyền phường thống nhất cùng các lực lượng đã có mặt kịp thời kiểm tra tình hình và lên phương án di rời khẩn cấp các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở xảy ra trên địa bàn. Theo đó, ngay trong tối 22 tháng 9, khi phát hiện nhiều vết nứt dài tại khu vực Nghĩa Trang xóm Sảy thuộc Tổ 5, phường Thái Bình, lực lượng chức năng đã phải di rời 42 hộ dân với 121 nhân khẩu tại Tổ 1, phường Thống Nhất đến nơi an toàn. Khu vực có nguy cơ sạt lở rộng khoảng 3.000m2, cách khu dân cư tổ 1, phường Thống Nhất khoảng 200 mét. Ngay khi nắm bắt thông tin, Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất cùng lực lượng công an phường đã kịp thời kiểm tra tình hình và lên phương án di rời khẩn cấp các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở. Đến gần 22 giờ cùng ngày, với sự giúp đỡ của lực lượng chức năng, 42 hộ dân đã di rời toàn bộ người và tài sản đến nơi an toàn. Được biết, tại khu vực phường Thống Nhất, tổng số 47 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm nhưng có những hộ ở trọ hiện không thuê trọ nữa do đó còn 42 hộ với 121 nhân khẩu đã di rời khỏi khu vực nguy hiểm. Trước đó, theo báo cáo số 165 bc UBND của Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất về tình hình sụt lún, vùng nguy cơ sạt lở trên địa bàn phường, tại tổ dân phố 1, trong thời gian qua, mưa kéo dài tại khu vực Nghĩa Trang xóm Sảy, thuộc tổ 5, phường Thái Bình, phía Ta Luy Dương, đường An Dương Vương, theo hướng từ thành phố Hòa Bình vào chân Cun, đã xuất hiện vết nứt và sụt lún kéo dài trên 100 mét và nhiều vết nứt ngắn. Có những điểm sụt thấp hơn so với bề mặt hiện trạng khoảng 30cm đến 40cm. Có đoạn vết nứt rộng khoảng 30cm có nguy cơ sạt lở vào khu dân cư tổ 1, phường Thống Nhất, phạm vi ảnh hưởng tới 47 hộ dân với 138 nhân khẩu. Các hộ nằm trong điểm sạt lở được di rời đến các địa điểm an toàn tại nhà văn hóa trung tâm phường Thống Nhất, trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất cũ và nhà văn hóa tổ dân phố số 6 và di chuyển đến nhà người thân để đảm bảo an toàn. Mưa lớn kéo dài từ đêm 22 tháng 9 đến sáng 23 tháng 9 khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh Nghệ An bị ngập sâu. Nhiều trường cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Từ tối 22 tháng 9 tại thành phố Vinh Nghệ An và các huyện lân cận xảy ra mưa lớn kéo dài liên tục. Sau nhiều giờ đồng hồ mưa trắng trời, nhiều tuyến đường nội đô đã xuất hiện tình trạng ngập lụt cục bộ, nhiều tuyến đường bị ngập sâu chia cắt nhiều xe máy ô tô chết máy khi di chuyển qua các tuyến đường này sân của nhiều trường học cũng bị ngập nước để đảm bảo an toàn cho học sinh nhiều trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn thành phố vinh đã thông báo cho học sinh nghỉ học chị lê thị hà chú xã hưng lộc thành phố vinh nghệ an có con theo học tại trường tiểu học hưng lộc cho biết sáng sớm phụ huynh chúng tôi đã nhận được tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm thông báo trường cho học sinh nghỉ học Trời mưa lớn này cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn là rất đúng và kịp thời. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, sở đã quán triệt trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, các trường có thể chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, lên kế hoạch dạy bù sau. Thầy Lê Trường Sơn, Phó trưởng phòng giáo dục thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, phía phòng đã có hướng dẫn và yêu cầu các trường học chủ động nắm tình hình thực tế tại địa bàn để thông báo cho học sinh nghỉ học. Đến thời điểm hiện tại, đa số các trường học ở thành phố Vinh đã cho học sinh nghỉ học rồi, nhiều trường đang tiếp tục cập nhật thêm. Thầy Lê Trường Sơn cũng cho biết toàn thành phố Vinh có hơn 60 trường mầm non công lập và ngoài công lập. Ngoài bậc tiểu học, trung học cơ sở, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học trước ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài. Thời gian qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều nơi mưa to gây sạt lở, ngập lụt nhiều hộ gia đình phải di rời, sơ tán đến nơi an toàn. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hai người tử vong do nước cuốn trôi, một nhà dân bị sụp đổ do sạt lở đất. Chiều 21 tháng 9, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết, người dân địa phương vừa cứu sống hai cháu gái bị nước cuốn trôi khi đạp xe qua ngầm tràn. Theo đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, cháu T, 8 tuổi, đi xe đạp đèo theo cháu N, 7 tuổi, đi qua ngầm tràn, qua suối ngòi nhì chảy, đường từ Ủy ban nhân dân xã Phù Nham ra quốc lộ 32 thì bị nước cuốn trôi. Trong đoạn clip được trích xuất từ camera nhà dân, hai cháu đạp xe băng qua đoạn cầu. Khi đến giữa cầu, lực chảy của nước làm xe đạp bị chạch tay lái, hai cháu bị trôi theo dòng nước xuống phía dưới. Chị Hương, chủ nhân của đoạn clip cho biết, clip được chị trích xuất từ camera giám sát của gia đình và đăng tải lên mạng xã hội. Theo chị Hương, sau khi đi chợ về, đang chuẩn bị hàng hóa để bán, người phụ nữ này nghe tiếng kêu thất thanh của bà nội chồng cứu các cháu với các cháu rơi xuống nước rồi chị hương vội chạy ra ngoài phát hiện có hai cháu bé bị rơi xuống nước đang kêu cứu chị hương cho biết vì không biết bơi nên tôi không dám nhảy xuống cứu tôi vừa hô hoán vừa chạy đi tìm người giúp đỡ cùng lúc đó anh lò văn bình và anh hoàng văn quỳnh người tham gia ứng cứu cho biết sau khi nghe tiếng hô hoán hai anh vội chạy ra ngoài rồi nhanh chóng lao xuống suối cứu hai cháu anh bình cứu được cháu t còn anh quỳnh cứu được cháu n anh quỳnh chia sẻ tôi không kịp nghĩ gì quyết định nhảy ngay xuống nước tiến về phía khối đá để cứu một cháu bé với gương mặt sợ hãi và liên tục kêu cứu cháu với sau khi hai em được cứu sống và trở về nhà an toàn không chỉ chị hương anh quỳnh mà người dân địa phương đều thở phào chị hương cũng cho biết khu vực xảy ra sự việc có lắp đặt barrier tuy nhiên một số ô tô mở barrier để chạy qua không kéo barrier xuống khiến hai em nhỏ đạp xe qua sau sự việc theo đại úy nguyễn ngọc truyền trưởng công an xã Phù Nham, ngay khi nhận được tin báo hai cháu nhỏ bị rơi xuống nước, phía công an xã ngay lập tức có mặt ở hiện trường, người dân cũng tham gia vào công tác cứu hộ. Đại úy Nguyễn Ngọc Truyền khuyến cáo phụ huynh nên chú ý giám sát, quản lý các con, nhất là vào mùa mưa lũ, nhắc nhở các cháu không đi qua đập, ngầm tràn nguy hiểm.